Chào mừng các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để chúng ta có thể chuyển được từ tài khoản YouTube bình thường sang tài khoản thương hiệu mà chúng ta không bị mất các cái video, những cái dữ liệu mà chúng ta đã có sẵn ở trong kênh YouTube. Thì để ý rằng chúng ta tại sao lại phải xây dựng kênh YouTube thương hiệu, bởi lý do đó là khi chúng ta sử dụng kênh YouTube thương hiệu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ ép thêm được những người quản trị, người edit video, người chỉnh sửa video, người đăng video và người trả lời những comment. Chúng ta có thể tách ra được những cái bộ phận như là bộ phận quay video, bộ phận lên video, tối ưu hóa video và bộ phận chốt sale để trả lời những cái comment để mà chuyển đổi khách hàng từ kênh YouTube của chúng ta. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu 8 bước để chúng ta có thể tạo nên được việc chuyển từ kênh YouTube bình thường sang kênh YouTube thương hiệu. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Rồi mình sẽ xem màn hình để chúng ta sẽ cùng nhìn thấy điều này. Ok, chúng ta sẽ vào đây. Mình đã có một cái file như này để chúng ta có thể sử dụng, đó là file text để có thể chuyển đổi được kênh YouTube của chúng ta. Thì trước khi bắt đầu, đó là bạn cần phải có một cái kênh YouTube. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta có tài khoản Google thì kênh YouTube tự động sẽ kết nối với một tài khoản, và chúng ta có hai loại tài khoản. Một đó là tài khoản Google, là chúng ta có cái cần có cái tài khoản Google để đăng nhập vào YouTube. Thì tên kênh của chúng ta sẽ thường là được đặt tự động giống như tên của tài khoản Google. Thứ hai, chúng ta phải có cái tài khoản thương hiệu, là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của chúng ta. Thì cái tài khoản này với tài khoản Google cá nhân là khác nhau. Và nếu như một kênh của chúng ta mà liên kết với tài khoản thương hiệu thì sẽ nhiều người có thể quản lý từ kênh đó và từ tài khoản của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái bước đầu tiên, đó là chúng ta cần phải tạo ra được một kênh YouTube thương hiệu, đó là kênh mà chúng ta muốn chuyển đổi từ cái kênh kia về cái kênh YouTube thương hiệu này. Thì mình sẽ có sẵn cái đường link này, thì mình sẽ gửi cái đường link này ở trong phần mô tả, mà chúng ta chỉ cần đơn giản đó là chúng ta tích vào đây, rồi chúng ta tích vào đây và chúng ta thực hiện là mở trong tab mới. Rồi chúng ta mở trong tab mới thì chúng ta sẽ thấy như sau. Rồi chúng ta sẽ mở trong tab mới. Ok, thì chúng ta sẽ vào đây, và trong chỗ này thì nếu như trong trường hợp mà chưa đăng nhập thì chúng ta ấn đăng nhập cái địa chỉ email của ta, tức là tài khoản Google chúng ta, rồi chúng ta ấn vào tạo kênh mới. Chúng ta tạo kênh mới, ví dụ như chúng ta tạo tên kênh, đây có ghi tên tài khoản thương hiệu đây. Chúng ta tạo tên là các con cùng chơi chẳng hạn, các con cùng học, ví dụ kênh của các cháu nhà mình, các con cùng học. Xong chúng ta ấn vào phần tạo. Rồi. Như vậy chúng ta đã tạo xong được một cái tài khoản thương hiệu của chúng ta. Chúng ta đã tạo xong được một cái tài khoản thương hiệu của chúng ta rồi. Ok, chúng ta đã tạo xong được một tài khoản như thế này. Chúng ta chưa cần có điều gì cả, chúng ta chỉ cần biết rằng là cái kênh này của chúng ta đã là tài khoản thương hiệu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước số 1. Chúng ta quay lại đây, chúng ta nhìn thấy này. Cái bước số 1 đó là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái việc là gì? Chúng ta vào youtube.com, rồi chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta ấn vào mở trong tab mới. Mình sẽ gửi cái file này. Nếu như chúng ta comment xuống nhé, chúng ta comment xuống phần video này để lấy cái file này mà chúng ta bắt đầu làm. Thì bước 1 là chúng ta vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta ấn vào phần cái hình này, tức là cái hình cái mặt mà có cái kênh này của chúng ta. Chúng ta ấn vào phần chuyển đổi tài khoản. Chúng ta chuyển đổi tài khoản, chúng ta chuyển đến cái tài khoản mà chúng ta vừa tạo đấy. Chúng ta chuyển đến cái tài khoản thương hiệu chúng ta vừa tạo. Và bây giờ chúng ta chuyển đến cái tài khoản mà chúng ta muốn chuyển. Giả sử như mình muốn chuyển cái tài khoản là Bình Bảo Hiểm này đi, mà chưa phải tài khoản thương hiệu, giả sử là như vậy, đúng chưa? Thì sau đó chúng ta đã chuyển ra cái tài khoản mà chúng ta muốn chuyển rồi. Thì sau đó chúng ta ấn vào phần đây, chúng ta chuyển đến phần cài đặt. Chúng ta chuyển đến phần cài đặt đó. Đây này, chúng ta có cái file hướng dẫn này. Đấy, chúng ta chuyển đổi tài khoản này. Sau đó chúng ta đăng nhập này, chúng ta đăng nhập sẵn rồi, chúng ta vào này. Rồi chúng ta đến cái phần cài đặt. Chúng ta đến phần cài đặt, chúng ta ấn vào phần cài đặt nâng cao. Bước tiếp theo là chúng ta ấn vào phần cài đặt nâng cao. Rồi chúng ta nhìn thấy rằng là có cái phần di chuyển này này. Đấy, có phần di chuyển, chúng ta ấn vào di chuyển kênh đến tài khoản của bạn hoặc là di chuyển. Rồi bây giờ họ yêu cầu chúng ta cần phải đăng nhập vào cái Google này. Chúng ta đăng nhập vào, chúng ta ấn vào phím Next. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang, đó là chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta phải xác thực vào đây. Ok, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào đây là được. Rồi chúng ta sẽ ấn đăng nhập, chúng ta ấn Ok. Rồi ở đây mình đang dùng phương pháp xác thực cả bằng điện thoại nữa, cho nên cần một cái bước dùng điện thoại để vào cái địa chỉ Google của chúng ta. Thì chúng ta đơn giản là vào đây thôi. Rồi xong bây giờ người ta sẽ hỏi rằng là chúng ta muốn di chuyển kênh như thế nào. Thứ bảy, chúng ta muốn di chuyển đến cái kênh là từ cái kênh là mà chúng ta vừa chọn là kênh Bình Bảo Hiểm sang cái kênh là các con cùng học. Đấy, xong chúng ta chọn ở đây là xóa kênh.
thì chúng ta đừng cảm thấy rằng là cái sự xóa kênh này nó như nào, có nghĩa là gì. Cái xóa kênh này chúng ta hiểu ở đây, cái xóa kênh có nghĩa là như này, tức là gì, khi mà chúng ta chọn cái thao tác xóa kênh ấy, chúng ta nhớ này, cái thao tác xóa kênh này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có như sau, tức là gì, chúng ta sẽ trong cái tài khoản chúng ta hiện ra là cái chúng ta muốn chuyển sang kênh nào như vừa rồi, đúng không nhỉ. Sau đó chúng ta tìm xem là tài khoản mà chúng ta muốn chuyển vào này, thì khi chúng ta chọn vào xóa kênh thì cái thao tác này sẽ xóa cái kênh mà đang liên kết với cái tài khoản mà chúng ta vừa chuyển. Có nghĩa là gì, mọi cái nội dung liên kết với cái kênh này bao gồm cả video, bình luận, tin nhắn và cái danh sách phát thì và lịch sử, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái những cái mà ở trong cái phần kênh mà chúng ta vừa muốn chuyển sang đấy, tức là gì, ở đây chúng ta có hai kênh đúng không nhỉ, là kênh mà Bình Bảo Hiểm, là kênh mà bắt đầu là chưa phải thương hiệu, muốn chuyển sang tài khoản thương hiệu là kênh Các Con Cùng Họ đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái gì ở kênh Bình Bảo Hiểm nó sẽ xóa sạch và nó được chuyển sang kênh này, hãy chuyển sang kênh này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhớ rằng là gì, cái thao tác xóa kênh của chúng ta ấy, thì nó sẽ xóa cái kênh hiện tại là kênh Bình Bảo Hiểm đi và nó sẽ chuyển sang cái kênh là Các Con Cùng Học đấy, cùng với tất cả video của cái kênh đó sẽ được chuyển sang đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần xóa kênh đó, sau chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái kênh ở ban đầu là kênh Bình Bảo Hiểm này và sẽ được chuyển sang kênh mà Các Con Cùng Học. Người ta sẽ nhìn những mũi tên ở đây, rồi chúng ta ấn vào phần di chuyển kênh là từ cái kênh này sang cái kênh này mà sẽ giữ nguyên tất cả các cái video của chúng ta ở trong đó, và chúng ta ấn vào phần di chuyển kênh. Rồi chúng ta ấn vào phần di chuyển kênh đó. Ok, chúng ta ấn vào phần di chuyển kênh này thôi là chúng ta đã xong rồi. Chúng ta nhìn thấy rằng là có thể mất 10 phút để hoàn thành cập nhật này, thì chúng ta ấn vào ok, tức là gì, kênh YouTube của bạn đã được di chuyển thành công. Chúng ta ấn ok và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái việc là chuyển cái kênh YouTube của chúng ta từ cái việc là kênh YouTube chưa phải là kênh thương hiệu sang kênh thương hiệu. Thì điều này hết sức là đơn giản. Thế nên chúng ta có thể tìm hiểu lại về cái kênh này của chúng ta đã phải là kênh YouTube thương hiệu chưa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tài khoản của chúng ta vào phần tài khoản. Đấy, tài khoản là chúng ta nhìn thấy rằng có cái phần là thêm hoặc là xóa cái người quản lý tài khoản của bạn đó, xem các cái thay đổi như này. Thế nên chúng ta sẽ tìm cái cách là kiểm tra cái kênh của chúng ta đã phải là kênh YouTube thương hiệu hay chưa, thì chúng ta bắt đầu dùng cái cách là chuyển đổi tài khoản về cái kênh Các Con Cùng Học vừa rồi. Chúng ta chọn cái kênh Các Con Cùng Học đấy, chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ, vừa nãy là cái kênh Các Con Cùng Học là chưa có, đúng nhỉ, chưa có video nào, thì bây giờ kênh Các Con Cùng Học là đã có 5 video được chuyển từ kênh Mình Bảo Hiểm sang đây rồi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi nó có cái phần là thêm hoặc là xóa những người quản lý này thì có nghĩa là kênh YouTube của chúng ta đã là kênh YouTube thương hiệu. Và trong trường hợp các anh chị chúng ta chưa hiểu về cái cách mà có thể đi đến cái đường link này để tìm hiểu, thì chúng ta có một cái đường dẫn ở cái phần này, mình có một cái phần là kiểm tra kênh YouTube thương hiệu. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần này, đó là chúng ta tích vào cái đường link này, truy cập và trong cái phần đường link này, đường link ở đây, chúng ta truy cập vào phần đường link được bôi đậm này, thì chúng ta cũng đến cái phần vừa rồi và chúng ta có thể kiểm tra xem là cái tài khoản của chúng ta đã là YouTube thương hiệu hay chưa. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy chúng ta tích vào phần tài khoản, nếu như nó có cái dòng này thì xin chúc mừng bạn đã chuyển đổi thành công cái kênh YouTube chưa phải thương hiệu sang một kênh YouTube thương hiệu. Ok, và nếu như bạn mà có những cái câu hỏi gì liên quan đến phần này thì các bạn có thể comment xuống dưới đường link của video này để mình có thể tiếp tục chia sẻ và gửi lời giải đáp đến cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Và nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì có thể like, subscribe, đăng ký vào kênh, ấn nút chuông để ngay khi mình phát video mới nhất thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận những thông tin hữu ích. Trần Phương xin chào và hẹn gặp lại.